Chào anh em, nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đai Thì phần mềm này phù hợp cho anh em nào chơi lô đề hoặc là chơi cá độ bóng đá. Anh em nào có sân chơi thì đảm bảo cho anh em là thắng tuyệt đối. Thì cái phần mềm này chúng tôi đã cài sẵn vào máy anh em chỉ cần vào phần mềm là anh em gửi đi và anh em chỉnh sửa. Có rất nhiều bạn hỏi tôi là có tang gì không hoặc là bên máy chủ lô có phát hiện không? Thì đảm bảo các bạn là cái máy này chúng tôi đã cấy cái phần mềm. Và khi các bạn có vấn đề các bạn cứ xóa đi. Đấy lần đầu chúng tôi hỗ trợ các bạn là cài đặt lại. Lần thứ hai chúng tôi tính phí là 5%, lần thứ ba chúng tôi tính phí là 10% trên cái tổng giá trị Đấy, các bạn nhé nên các bạn yên tâm, đấy, các bạn cứ xóa, thoải mái khi có vấn đề. thì bây giờ tôi sẽ test cái phần mềm này. Đấy, lưu ý cho các bạn, các bạn có nhu cầu các bạn lên trực tiếp. đấy và tôi sẽ bật cái đồng hồ chạy dây này để đảm bảo cho các bạn là khi chỉnh sửa là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa các bạn nhé. bây giờ tôi sẽ dùng cái máy phần mềm, tôi sẽ gọi sang cho máy chủ lô các bạn nhé. đây là máy chủ lô này. Đây là số các bạn nhé 09165144 Đấy Đây là số này 0848 22 Anh em nhé Anh em có nhu cầu Anh em cứ gọi điện trực tiếp Chúng tôi sẽ tư vấn hỗ trợ cho anh em 24 trên 24 anh em nhé Thì bây giờ tôi sẽ gửi sang máy chủ lô một cái nội dung tin nhắn rồi tôi chỉnh sửa các bạn nhé các bạn này không gửi sang là 0916 các bạn nhé 51 tứ 4 các bạn nhé tôi sẽ gửi một cái nội dung lô là 11 đi 22 33 nhân 100 điểm tôi viết cái những con số như này để cho anh em uh, dễ nhận dạng anh em nhé một lát nữa tình sửa thành con khác bây giờ tôi sẽ gửi sang này gửi sang cái máy chủ lưu các bạn nhé Đấy, số này các bạn này 09165144 này 11233 nhân 100 điểm lúc 16 giờ 37 các bạn nhé Đấy. tôi sẽ ghi cái mốc thời gian ở đây 16 giờ 37 thì một lát nữa tôi chỉnh sửa đảm bảo các bạn thời gian không thay đổi các bạn nhé bên máy chủ lưu đã nhận được tin nhắn của mình đây tin nhắn này tôi vào tin nhắn này các bạn nhé đây này số này 0848 này 224888 các bạn nhé lô 1422 sẽ mở ra này đấy vào lúc là 16 giờ 37 nhá nhận nhá các bạn nhá nhận này ừ nhận 16 giờ 37 các bạn nhé đây các bạn này đúng 16 giờ 37 số này Đấy, thông thường thì chủ lô họ sẽ copy lại các bạn nhé thì họ sẽ copy lại và sẽ gọi dán lại và gửi lại cho mình các bạn nhé họ sẽ ok lại họ sẽ ok lại các bạn này đây các bạn này đấy họ sẽ gửi lại cho mình này các bạn nhé đấy bên máy phần mềm của mình đã nhận được tin nhắn cóp lại của họ nha đây các bạn này bốn này để tôi mở ra này đây các bạn nhé là 16 giờ 39 các bạn nhé số này đây số này các bạn này đấy, 16 giờ 39 này tôi sẽ ghi vào đây nhận lại này gửi lại này gửi lại ok này. 16 giờ39 tôi sẽ để ở đây một vài phút rồi tôi sẽ chỉnh sửa các bạn nhé thì anh em nào anh có nhu cầu anh em cứ gọi trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình để được tư vấn hỗ trợ miễn phí anh em nhé để giải đáp những thắc mắc của anh em về phần mềm thì anh em nào mà có sân chơi anh em lưu ý là có sân chơi đảm bảo cho anh em anh em thắng tuyệt đối 100% anh em nhé công nghệ 4.0 rồi anh em cố gắng anh em áp dụng anh em chơi nếu anh em có sân chơi rất nhiều những trường hợp anh em có phần mềm nhưng anh em không có sân chơi anh em cũng không áp dụng được tính năng của nó anh em nhé vừa rồi là lúc mình gửi đi cho chủ lô này là 16 giờ 37 đấy và nhận lại cái chữ ok là 16 giờ 39 anh em nhé 16 giờ 39 này đấy gửi lại chủ lô họ gửi lại cho mình là lúc 16 giờ 39 đấy, một lát nữa khi tôi chỉnh sửa thì đảm bảo cho anh em là cái thời gian đấy, không thay đổi khi mình chỉnh sửa thì cách thức chỉnh sửa cái phần mềm này thì cực kỳ đơn giản anh em chỉ cần vào phần mềm đấy, là anh em ghi lại những con số mà mình muốn chỉnh sửa máy do họ sẽ tự đồng bộ hóa đấy để mà đảm bảo cho anh em cái thời gian ở bên máy chủ lô không thay đổi anh em nhé vì lý do bảo mật của bên công ty nên là chúng tôi không cho anh em xem cái phần mềm và cách cách thức chúng tôi chỉnh sửa nếu anh em nào quan tâm thì anh em cứ gọi điện và kết bạn zalo trực tiếp chúng tôi sẽ cho xem trực tiếp cái phần mềm và sẽ test phần mềm cho anh em xem Đấy, anh em nào xem video thì em nhớ đăng ký kênh bấm chuông bấm like để những cái clip sau những cái phần mềm mới về, về, về chỉnh sửa zalo facebook là chúng tôi các bạn sẽ là người đầu tiên các bạn biết những cái phần mềm mới của công ty ra các bạn nhé thì các bạn chú ý đăng ký kênh để nhận được những cái phần mềm mới nhất rồi đó cũng qua một hai phút rồi thì bây giờ tôi sẽ tiến hành chỉnh sửa cho anh em nhé. thì bây giờ vì cái lô dí do bảo mật nên tôi sẽ giấu kín cái phần này. bây giờ tôi sẽ vào phần mềm. thì các bạn chú ý cái máy chủ lô các bạn nhé. Đấy, khi tôi chỉnh sửa là sẽ không sáng đèn các bạn nhé. Thì các bạn chú ý cái máy chủ lô. Đấy. Thì tôi đã chỉnh sửa xong rồi các bạn này cực kỳ là nhanh. Các bạn nha đây. 09165144 này. Quan trọng là cái máy chủ lô này anh em này. Đấy đây này, tôi mở cho anh xem này. Đấy số nhá. 0848 nhá các bạn nhá. Quan trọng cái giờ này. Đấy, anh em so sánh cái giờ này. Đấy, tôi sẽ so sánh giữa hai máy cho anh em này. Số này anh em này. Đấy, tôi sẽ đặt đây cho anh em đảm bảo cho anh em là có sân chơi thì anh em thắng tuyệt đối anh em đây nhé giờ lúc nhận 37 này lúc u okay lại 39 này anh em nhé đây đây này anh em xem số này không tám anh em nhé đảm bảo cho anh em chắc chắn luôn anh em nhé đảm bảo cho anh em là thắng tuyệt đối luôn anh em nhé anh em có sân chơi anh em sử dụng cái phần mềm này thì đảm bảo cho anh em anh em sẽ thắng tuyệt đối anh em nhé vừa rồi tôi cũng giới thiệu cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn sms tin nhắn tổng đài thì anh em nào có nhu cầu anh em cứ alo trực tiếp vào số 2 số điện thoại trên màn hình ở khu vực miền nam là anh em qua bến xe miền đông anh em vào cơ sở anh em test phần mềm khu vực ngoài Bắc anh em đến Hà Nội để được tư vấn để vào anh em cài đặt phần mềm và hướng dẫn phần mềm cụ thể anh em nhé anh em nên trực tiếp tận nơi để được gặp chúng tôi chúng tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cảm ơn anh em đã xem clip